Làm món gì vậy Tân? Làm món gì à? Xài lắc mắm đường. Xài lắc mắm đường hả? Rồi bỏ hạt nêm vô nữa hả? Có ăn khác. Trời ơi, hai trái rồi đó hả? Thèm chưa? Bà ngoại thèm chưa bà ngoại? Ơi. Bà ngoại ăn thử coi. Coi kìa, coi kìa. Ngoại ơi. Trời ơi, ô nó đã nè. Sao, cảm giác sao? Có ngon. Ngon. Trời ơi. Đây các bạn ơi, mắm đường nha, ớt nha. Xoài. Ai bỏ miếng ớt lên. Nó ngon bà ngoại ơi. Đây nó đã. Quá đã luôn rồi. Rồi rồi. Cái gì mà đùng đùng. Nó đã. Ngoại. Thôi. Ngoại cào không nổi đâu. Ngoại cào cái ngoại bỏ ngang vô trái xoài luôn. Ôi. Đây các bạn ơi, vừa xoài nhà mình luôn nè. Nó mấy cái xoài nó trái nhiều lắm ở trên keo đó không à. Xoài lâu năm luôn á, bẻ xuống rồi ăn liền vậy đó. Nhức nát luôn. Buổi trưa mà làm thao này thôi rồi. Còn gì bằng nữa. Đây, thử miếng coi. Thử miếng coi. Ăn khỏi cần gọt vỏ luôn mà. Ăn vậy mới đỡ chua. Quá trời. Bà ngoại thèm ơi. Bẻ cho bà ngoại trái xoài cho ngoại cạp lên đi Tân. Hả? Bẻ cho bà ngoại trái xoài cho ngoại cạp lên. Hết rồi Tân, không chân rồi.